Đây là lớp bánh xe in 3D. Mình đang thực hiện một dự án thay lớp bánh xe truyền thống thành lớp bánh xe không thể bị thủng. Và đó chính là lúc thế mạnh của công nghệ in 3D được phát huy. Mình đã thiết kế xong mẫu in 3D bánh xe đạp rồi. Mình đã chia nhỏ bánh xe ra thành từng module 60 độ để máy in của mình có thể in nó mà không bị lỗi lầm gì hết. Bây giờ mình sẽ gỡ mấy cái support này ra nè. Và mình cần thử xem tổng khối lượng của bánh xe in 3D này là bao nhiêu. Sau đó mình ghép từng module lại thành một cái vòng tròn bằng những sợi dây rút bản to như thế này. Ok, bây giờ mình tháo cái bánh xe cao su cũ này ra thôi. Nó khá là khó bởi vì nó có cái cọng kẽm này. Nhưng không sao, cuối cùng thì mình cũng đã lắp vô thành công rồi nè. Rồi, bật điện lên và chạy thử thôi các bạn ơi. Bánh xe quay khá là mượt luôn nha các bạn. Wow, cảm giác không khác gì như cái lớp xe bình thường các bạn ơi. Độ bám, độ ôm cua, độ nhúng đều như bình thường. Và khi thắng gấp thì không có hiện tượng bị trượt. Bây giờ mình sẽ thử chạy lên một cái G với tốc độ cao nha. Đây là bánh cao su bình thường. Wow, khả năng chịu lực và độ đàn hồi của nó cực kỳ tốt luôn nha các bạn ơi. Mình đã test chạy vài vòng thì nó rất là ok. Mình xác nhận là lớp xe NBD này có thể chạy được nha. Nếu nó quá tốt thì cái lớp xe cao su này vứt nó luôn. Yên bá đấy Long Thịnh, yên mọi thứ bạn thích.